Bộ ăn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay thì em sẽ cập nhật nhanh cho anh chị và các bạn một chiếc xe Kia Rio phiên bản hatchback Máy 1.4 số tự động Xe sản xuất là 2015 Với ngoại thất và nội thất của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao Cam kết rõ cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe Và chiếc xe này nó là chính chủ từ đầu Nằm bánh với quãng đường là 120.000 km Xe có trang bị đầy đủ những tính năng như là hệ thống ghế da, đàm thoại rảnh tay, điều hòa tự động. Màn hình có tích hợp Google Map, cửa sổ trời, 6 loa và đề nổ start top, set cruise đầy đủ với ngoại thất là màu xám lông chuột. Với nội thất của chiếc xe trang bị cho anh chị và các bạn ghế da màu kem, cực kỳ đẹp và hoàn hảo. Anh chị và các bạn có thể tham quan qua với những đường nét tổng quan, sơ qua về ngoại thất của chiếc xe có thể tham khảo cùng em. Xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Nhất Huy Auto số 17, Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sẽ luôn cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước. Bao check test mọi nơi cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về chiếc xe. Đấy, kiểu dáng bên ngoài của chiếc xe thì nó cũng rất là ưa nhìn, nhỏ gọn. Di chuyển trong đô thị thì rất là linh hoạt. Quay đầu cũng như là tìm chỗ đỗ thì cũng rất là dễ dàng. Đấy, các bác có thể tham quan qua khi anh chị và các bạn xem cần em cung cấp những cái gì mình có thể kết bạn hoặc qua cửa hàng để trải nghiệm thực tế anh chị nhé Ở cửa hàng thì cũng ngay gần một số đại lý chính hãng anh chị và các bạn có thể mang vào đấy check kiểm tra nó sẽ rất là nhanh thôi ạ đây là những cái đường nét về phần đầu xe nổi bật với những các chi tiết đèn bi kết hợp với đèn halogen giải đèn nét định vị ban ngày đèn gầm đấy các chi tiết các bác có thể thấy mặt lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe kia rồi những cái chi tiết của nó thì cũng còn rất là trong và đẹp anh chị ạ các bác có thể tham quan khám phá và đánh giá khi anh chị và các bạn cần em hỗ trợ xem chi tiết cận cảnh những cái phần nào Đấy, các bác có thể là comment xuống bên dưới à, thông tin thông số của chiếc xe thì em cũng có cập nhật trên web ô tô xe hơi com tại đó thì có đầy đủ những cái thông tin dòng xe đời xe cập nhật thường xuyên mới nhất về những chiếc xe mới về để anh chị và các bạn có thể là tham khảo và cân nhắc lựa chọn về cái tầm giá hiện tại đây là những đường nét chi tiết về hệ thống mâm cũng như là nốp láp của chiếc xe với hệ thống mâm đa chấu hợp kim và một sàn nốp rất là dày dặn gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có bác chủ thì cũng cẩn thận bọc thêm cái gáo gương và ốp bảo vệ cánh cửa đây là những cái phần hệ thống bên trong cánh cửa với những cái chi tiết phím bấm chức năng như là lên xuống kính chỉnh gương. Và cùng với đó thì sẽ có trang bị như là hệ thống vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng này có các chế độ uh, điều chỉnh để anh chị và các bạn có thể thao tác dễ dàng. Màn hình giải trí và một số tiện nghi uh, option khác nữa được tích hợp rõ ràng. Rất là dễ dàng để anh chị và các bạn có thể thao tác. Đấy, đây là những cái phần như hệ thống chỉnh đèn này rồi là những cái phần như màn hình giải trí của chiếc xe rồi điều hòa tự động Đấy, tất cả các phím bấm chức năng để anh chị và các bạn có thể tham quan với ghế ngồi của chiếc xe thì nó trang bị cho anh chị và các bạn ghế thể thao nên ngồi cảm giác ngồi nó sẽ rất là dễ chịu phía trên đây thì nó với những hệ thống chỉnh đèn cũng như là hệ thống cửa sổ trời giúp cho cái không gian bên trong nó nhìn nó thoáng lãng và rộng rãi hơn cảm giác nó được rộng rãi hơn anh chị ạ ghế thì vẫn chỉnh, chỉnh cơ thôi chưa được trang bị chỉnh điện Đấy, tính, tính năng option cũng vừa đủ thôi một mẫu xe trong phân khúc hạng b nhập khẩu nguyên chiếc cạnh tranh với cả toyota Yaris. bên trong đây thì nó sẽ có những cái không gian ngồi thoải mái cho ba người ngồi Đấy, ghế ngồi thì vẫn giữ được cái độ đẹp và độ hoàn hảo cao về chất lượng trần xe tất cả các chi tiết vẫn giữ được độ hoàn hảo với chiếc Kia Rio sản xuất đăng ký năm 2015 tên tư nhân một chủ tử mới hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ khoảng uh, 340 triệu thôi là anh chị và các bạn có thể sở hữu chiếc xe này uh, để uh, anh chị và các bạn có nhu cầu mua trả góp thì mình có thể kết bạn Zalo em sẽ gửi bảng kê cụ thể cho các bác có thể tham khảo và cân nhắc cái tài chính của mình Đấy, xe thì em vẫn có hỗ trợ giao xe toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu cái không gian cốp này mình có thể hạ thêm hàng ghế thứ hai để mình gia tăng thể tích chứa đồ của anh chị nhé tuy nhỏ gọn thôi nhưng mà cái khoang chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi đấy ạ. đây là những cái đường nét tổng quát bên ngoài và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua tổng quan cho anh chị và các bạn thông tin về chiếc Kia Rio phiên bản máy 1.4 số tự động sản xuất là năm 2015 hiện đang được đơn vị chào bán với mức giá là 340 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Nên anh chị và các bạn cần xem chi tiết về máy móc hay là về những điểm nhỏ nhất của chiếc xe thì mình có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi đầy đủ những cái thông số cho anh chị và các bạn. Có thể tham khảo và cân nhắc lựa chọn về chiếc Kia Rio này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ.